Hello, chào mừng mọi người đến với chuyên mục Phượt đường về nhà ai của Miệt Thứ thứ 11. Với nội dung này thì mỗi tuần chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những cái cung đường chạy quanh từ ấp này sang xã nọ trong phạm vi thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Rất mong là các bạn sẽ nhìn thấy được những cái khung cảnh làng quê thanh bình, những con kênh rạch đầy nắng qua khung hình thực tế và liên tục không cắt dựng. Chúng tôi chỉ nâng cái tốc độ tua nhanh cái video từ 1.0x lên 2.0x mà thôi. Quay lại với video ngày hôm nay thì cung đường phượt của chúng ta ước chừng là hơn 15 km, bắt đầu từ trụ sở ủy ban nhân dân ấp Gò Ghe, xã Đông Hưng A. Chúng ta sẽ lần lượt chạy qua ấp Minh Dòng và Ngọc Thành của xã Vân Khánh Đông, rồi chúng ta sẽ về thứ 11 nhé. Với cung đường này thì chúng ta sẽ đi trên lộ đan 2 m nằm dọc theo các con kênh rạch chằng chịt, rất là đặc trưng của vùng sông nước miền Tây nói chung và đặc biệt là ở vùng Miệt Thứ nói riêng. Về cái cạnh kinh tế thì theo quan sát của mình đó thì bà con ở khu vực này thì họ chủ yếu là họ làm vuông và nuôi tôm là chính, chứ bây giờ trồng lúa thì rất là ít các bạn. Về những cái mặt xã hội thì ở đây mình thấy là nhà rất là kiên cố, nhà đẹp, đường xá sạch sẽ đẹp, đặc biệt là mình rất là thích là không khí nó rất là mát và nó trong. Hai bên đường thì cây xanh rợp bóng như các bạn thấy đó. Trên cung đường này thì mình thấy là có rất là nhiều những cái hộ kinh doanh, họ xây những cái nhà ở mé sông để họ buôn bán, và họ sẽ nối với một cái máy đi ngang che luôn cái phần đường lộ đan để nối với nhà của họ. Khi mình đi ngang những cái ngã ba sông hoặc dưới những cái chân cầu bê tông kiên cố đó các bạn, thì người dân sống rất là đông đúc, và đây chính là những cái khu vực rất là thuận lợi cho việc kinh doanh hàng hóa. Tuy nhiên có một điều mà mình buộc phải chia sẻ với các bạn là chuyện là đi làm quay những clip phượt này rất là sợ là sẽ bị lụng lốp á, và trong cái chuyến đi này thì cái nỗi lo sợ của mình đó các bạn nó đã trở thành hiện thực luôn, và nó nằm ngay trên chính cái chỗ mà các bạn đang xem đây nè. Và mình đã phải dắt bộ xe gần 1 km đi qua 3 cây cầu để mình vá xe và tiếp tục thực hiện hành trình. Không gian của miền quê, nhất là ở miền Tây sông nước và ở Miệt Thứ đó, thì nhìn những cái hình ảnh này thì cảm thấy rất là thích, và cảm thấy nó rất là gần gũi các bạn. Trên con đường đi này thì cây cối, cây xanh rất là nhiều, và có những cái ngã rẽ và những cái cây cầu nó cao chót vót rồi các bạn. Mình phải chỉ là từ 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 và những cái khoảng cua nó cũng uốn lượn chứ nó không có được thẳng, thì nó dọc theo bờ kênh bờ sông mà các bạn. Hai bên đường thì dừa và chuối vẫn là những cái cây chủ lực, ngoài ra thì có bạch đằng nè, và có những cái cây xanh mà tạo được bóng mát lớn đó các bạn, thì người dân thường trồng những cái cây như vậy để có được bóng mát. Và một điều đặc biệt là mùa này á, thì mình nhận thấy là có rất là nhiều những cái cây bàng. Đây là một cây bàng, các bạn đã vừa mới vượt qua cái bàng đó. Cây bàng thì nó quá đỗi quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà nếu mà nó trổ cái lá màu xanh không á thì thật sự là mình cũng không để ý hết đâu. Nhưng mà mùa này ở Miệt Thứ thì tất cả những cái cây bàng ở trên Miệt Thứ đều chuyển sang lá màu vàng, và có những cái cây nó lá màu đỏ hẳn luôn các bạn, nhìn rất ư là đẹp luôn. Và các bạn hãy tiếp tục phượt với chúng mình nhé, đừng có chuyển kênh nha, bởi vì một lát nữa thôi chúng ta sẽ khám phá một cái cây bàng lá đỏ rực luôn giữa nắng trời Miệt Thứ. Nó nằm dưới dốc một chân cầu mà mình nghĩ là được xây dựng vào cuối thập niên 80 các bạn. Thông tin về xã Đông Hưng A thì có diện tích là 33,64 cây số vuông. Dân số được thống kê vào năm 1999 là 7.507 người, và mật độ dân số là đạt 223 người trên 1 km vuông. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nhà của người dân á, họ cách nhau cũng không phải là quá xa, nó tầm từ 300 đến 500 mét là chúng ta sẽ thấy một hộ gia đình sinh sống. Và ở xã Đông Hưng A được chia thành 8 ấp, bao gồm là Gò Ghe, Hưng Lâm, Thuồng Luồng, Ngọc Thuận,
Ngọc Hồng, Ngọc Hải, Sẹo Đôi và Ngọc Hòa. Và thú thật với các bạn là khi tụi mình đi quay những clip phượt như thế này nè, thì tụi mình không có xác định được đâu là ấp nào và ấp kia tên là cái gì cả. Bởi vì là thường là ở dưới quê á, những cái nhà dân á, họ không có để cái số nhà và họ cũng không có để cái tên ấp, đó là không có biển hiệu trước nhà các bạn, mình không có xác định được. Một số những cái nơi kinh doanh thì họ cũng chỉ để tên cơ sở và số điện thoại liên lạc và buôn bán cái gì thôi, rất là ít những cái bảng hiệu mà họ ghi rõ là ấp nào và xã nào, nên cái việc xác định về ấp thì thật sự là cũng rất là khó luôn các bạn. Trước đây thì để từ cái xã Đông Hưng A này mà đi ra trung tâm thị trấn thứ 11 là cách khoảng 11 km các bạn, thì mọi người phải di chuyển bằng xuồng chứ không thể nào mình mà đi đi thuận lợi như mình đang đi được cả, bởi vì địa bàn nó hẹp và nó có rất là nhiều kênh gạch chia cắt chằng chịt nên việc đi lại nó vô cùng là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó lại trở nên rất là dễ dàng và chúng ta có thể di chuyển bằng xe máy mọi lúc mọi nơi, đi đến bất kỳ chỗ nào mà chúng ta muốn. Đó là một cái điều mà làm cho nông thôn ngày nay ở các tỉnh miền Tây nó trở nên nó phát triển hơn và người dân nó cũng thoải mái hơn trong việc đi lại. Chúng ta vừa mới thấy một cái cổng chào màu xanh đó các bạn, thì cái cổng chào đó là nó xác định ranh giới giữa ấp này và ấp kia, và hiện tại là chúng ta đang ở trong phạm vi của xã Văn Khánh Đông rồi đó các bạn. Xã này thì nó mới thành lập khoảng 10 năm nay thôi, là từ năm 2001. Diện tích của nó thì là 40,01 cây số vuông và dân số được thống kê vào năm 2001 là 7.169 người, mật độ dân số là 179 người trên một cây số vuông. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là khoảng cách nhà các hộ dân ở trong xã Văn Khánh Đông là nó xa hơn so với ấp Gò Ghe. Và một điều lưu ý các bạn nha, chúng ta đang đi trên con lộ đan này là thuộc xã Văn Khánh Đông, nhưng mà đi qua cái cầu này và đi qua bên sông bên kia nó lại thuộc địa phận của xã Đông Hưng. Và chúng ta đang đi qua cái cầu mà mình nói đó các bạn. Ở đây nó có một cái bàn lá đỏ rất là đẹp và mình cứ chạy thẳng và mình đã bị nhầm đường các bạn. Tại vì chạy qua những quay khúc này thì không có còn đi được nữa, nó là một cái con đường cục các bạn thấy không? Và mình bắt buộc phải đi quay lại. Thật sự là đi phượt rất là vui các bạn, bởi vì mình cứ chạy thẳng mãi thôi và mình nghĩ được rằng là đường nó sẽ đến chân trời, nhưng mà cuối cùng không phải vậy. Đó các bạn thấy không, cây cầu này mình nghĩ là khoảng ít nhất cũng khoảng là 20 năm rồi đó. Đây mình thực hiện một clip riêng, một cái đoạn nhấn ở trong cái clip này để cho các bạn thấy được vẻ đẹp của miền quê khi mà những cái cây, và đặc biệt là ở những cái dốc cầu bê tông này, không phải chỉ ở xã Văn Khánh Đông đâu các bạn, ở bên Gò Ghe và một số những nơi khác thì cũng có cái hình ảnh này, nó rất là đẹp và rất là nên thơ phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại và chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cây cầu mình nói đó các bạn. Mình sẽ leo lên cây cầu này. Đấy. Những cái ngã ba sông và những cái dòng sông buổi chiều thì rất là đẹp, yên bình, nắng trời rực rỡ các bạn ạ. Qua bên khu vực này thì chúng ta thấy là lộ là bao lộ đường nhựa đó bạn. Chiều ngang là khoảng 4 m. Và đương nhiên nó cũng sẽ không thẳng đó bạn, nó cong bên này, nó cong bên kia. Và đây là thuộc phạm vi của ấp Minh Dòng, xã Văn Khánh Đông. Hai bên đường thì chúng ta thấy rằng dường như là nhà dân rất là cách xa nhau từ 1 km luôn các bạn. Và bạch đằng và tràm thì hai bên đường rất là nhiều, không gian đường thì rất là thoáng đãng. Các bạn thấy không, chuối cũng là một trong những cái loại cây mà mọi người thích trồng á. Đường xá và sạch sẽ. Và ở khu vực này thì mình nhận thấy là người dân họ sống ở dưới mé sông nhiều hơn. Thì chắc có lẽ là ngày xưa là chưa có con đường này thì tất cả mọi hoạt động của người dân thì họ đều ở dưới mé sông hết. Tại vì ở dưới mé sông rất là thuận tiện cho việc buôn bán, hoặc là mình mua cái này, mình mua cái kia. Và ngày xưa thì chưa có nước máy thì nước sông vẫn là một trong những cái nguồn nước mà sử dụng hàng ngày đó các bạn. Cho nên đó có lẽ là lý do mà chúng ta thấy được rằng là ở khu vực mé sông thì thường ở dưới miền quê á, thì mọi người sống sung túc hơn rất là nhiều. Những con đường xanh của miệt thứ
Với những cái hình ảnh này thì chắc có lẽ là những bạn là người sinh ra và lớn lên ở Miệt Thứ mà hiện tại đang đi làm xa ở Sài Gòn hoặc ở Bình Dương hoặc bất kỳ một cái tỉnh thành nào đó của đất nước, thì khi xem vô tình xem clip này của chúng mình thì chắc có lẽ là sẽ mang đến cho các bạn một cái nỗi nhớ nhà. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn rảnh, bạn có thời gian, các bạn nhớ nhà, nhớ tía, nhớ má thì các bạn hãy tranh thủ về thăm quê mình nhé. Quê mình bây giờ sạch sẽ, đẹp đẽ và có rất là nhiều cái hình ảnh thú vị, có nhiều cái nơi phát triển và có nhiều nơi rất là đẹp, không thua gì ở các nơi khác các bạn ơi. Và đó cũng chính là cái lý do mà vì sao tụi mình quyết định làm cái chuyên mục Phượt này đó các bạn. Thật sự cái chuyên mục Phượt này á, thì mới nhìn sơ qua thì chúng ta chỉ thấy nó rất là đơn giản thôi. Tức là tụi mình chỉ chạy xe máy và một tay cầm điện thoại và cứ chạy thẳng thôi. Chạy thẳng hoài và sau đó về dựng một cái clip mà với một cái tốc độ nhanh hơn để cho mọi người thấy được rằng là đường làng quê hiện tại nó như thế nào, và để đi từ nơi này sang nơi khác ở huyện á, thì sẽ đi ra sao. Còn thật sự trong clip này nó cũng không có gì là đặc biệt tất cả. Tuy nhiên nó lại mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với tụi mình, đó là mình muốn ghi lại những cái hình ảnh của quê hương và mình sẽ đăng tải những cái hình ảnh này trên kênh YouTube của trang Miệt Thứ thứ 11 và kênh Facebook để kết nối mọi người, để gợi nhớ mọi người về nơi mình đang sinh ra và lớn lên nó đang phát triển ra sao, để từ đó mình có nhiều động lực để mình làm việc, mình phát triển mình hơn. Biết đâu được một ngày nào đó các bạn ở làm xa, các bạn trở về quê hương, các bạn sẽ không có bỡ ngỡ nè. Hoặc là những bạn đã thành công ở trong công việc ở những cái nơi xa, các bạn sẽ về xây dựng quê hương mình nhiều hơn. Và đây sẽ là một trong những cái thông tin, làm thông tin cơ sở, nền tảng để các bạn có thể nắm bắt được tình hình kinh tế xã hội ở nơi mình, quê hương mình nó đang như thế nào, để từ đó các bạn có những cái quyết định đóng góp cho quê hương mình nhiều hơn. Quay lại với cung đường Phượt ngày hôm nay, thì nếu chúng ta chạy thẳng trên đường nhựa này thì khoảng 2 km nữa thì chúng ta sẽ đến một cái ngã ba sông. Từ đó thì có hai hướng đi các bạn ạ. Một hướng là chúng ta sẽ quẹo bên tay trái thì chúng ta sẽ qua một cái cầu bê tông, và cái hướng đó chúng ta sẽ về bến phà thứ 10 lên thứ 9, thứ 9 rưỡi. Và nếu chúng ta quẹo bên tay phải thì chúng ta sẽ chạy về chợ thứ 11. Và đó chỉ là hai cái hướng đi đơn giản nhất mà mình có thể đi nhanh và không có bị lạc thôi. Còn như mình nói đó, ở Miệt Thứ thì kênh rạch nó rất là chằng chịt, nó có những cái ngã ba sông, và ở khu vực này nó cũng có một cái ngã ba như vậy. Thì chúng mình quyết định là sẽ đi con đường tắt đó. Thì con đường tắt này nó dài tầm khoảng 500m đến 700m. Trên con đường Lộ Đan này thì nó cũng dọc theo một cái con kênh để đi ra kinh Mười Thân. Và từ kinh Mười Thân mình sẽ chạy thẳng ra Lộ Nhựa để về thị trấn thứ 11. Và nó sắp tới rồi các bạn. Đây là cây cầu và chúng ta sẽ quẹo bên tay phải nha bạn, xuống con đường Lộ Đan, các bạn thấy không? Thì nó dọc theo một cái con kênh. Thì ở trong khu vực này thì mình đếm là khoảng tầm hơn 10 hộ gia đình họ sinh sống. Nhà thì cũng kiên cố, có nhà thì lợp mái tôn. Ở khu vực này thì trước đây thì họ trồng lúa, còn bây giờ thì họ nuôi tôm. Các bạn có thể nhìn bên tay trái, chúng ta sẽ thấy những cái vuông tôm. Chúng ta sẽ chạy thẳng cái Lộ Đan này đến ngã ba sông với kinh Mười Thân. Sau đó chúng ta sẽ quẹo bên tay trái, chúng ta chạy khoảng 500m nữa thì chúng ta sẽ đến cầu Mười Thân. Và từ cầu Mười Thân chúng ta sẽ quẹo bên tay phải và đi thẳng về thị trấn thứ 11. Như vậy là cuộc hành trình Phượt ngày hôm nay của chúng ta đã sắp đến hồi kết rồi các bạn. Và hy vọng rằng là cái clip ngày hôm nay cũng mang đến một cái niềm vui nho nhỏ dành cho tất cả các bạn yêu quý kênh Miệt Thứ thứ 11. Và chúng tôi hy vọng được rằng là cũng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn rất là nhiều.
các bạn có thể đăng ký kênh YouTube và like trang Miệt Thứ Thứ 11. Để tìm chính xác trang Miệt Thứ Thứ 11 thì các bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm ở trên YouTube và ở trên trang Facebook bằng cách là các bạn nhập vô cụm từ là A cộng Miệt Thứ Thứ 11 viết liền, là nó sẽ chuyển chính xác đến kênh của tụi mình. Và chúng mình cũng rất là mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả các bạn. Các bạn hãy like trang, like video clip, các bạn hãy share về trang cá nhân của mình và hãy để lại comment cho chúng mình nhé. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ về những cái điều mà quý vị đang mong muốn tìm hiểu về thứ 11 thì các bạn có thể gửi sang một hình thức nữa là gửi về Gmail cho ekip với địa chỉ Gmail là mietthuthu11a@gmail.com. Và ekip cũng xin gửi đến tất cả các bạn một lời chúc thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là sắp tới đây thì còn một ngày nữa thôi là ngày 8 tháng 3 thì chúc tất cả các chị em phụ nữ sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn xinh đẹp, luôn trẻ đẹp và được nhiều đặc quyền hơn nữa nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip của chuyên mục Phượt Miệt Thứ Thứ 11 lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.